này mà ra chắc hết giờ luôn rồi đó. Phải lỏng mà nha, ngứa cả mình cái này. Không phải, đại chị lo, đại chị lo. Không phải, không phải. Hàng đây hai đại chị lo, hàng đây hai lòng có 250. Máy không chịu lo. Như đau rồi. Khách kìa nè.
hầm nhà nó hầm ghê. Túi mà đi lạnh nữa chứ. Lạnh à? Túi hôm kia đó chị đi. Thôi túi gì lạnh không? Không phải túi hôm kia ba chị có việc chị lại em cũng mở lạnh nó ngáy luôn á. Rồi luôn á. Tối hôm qua thì ngủ ngay nắng. Bây giờ tới nó gì hả? Tới nó gì à? Tới nó gì? Ừ, nó giá thì chắc tới gì. Anh về cái mẹ ma này đó. Ừ, mẹ ông phụ, mẹ ông bớ. Ừ. Em mà nó xấu mà nó nghe lên kìa. Má, còn yên thính như sợ chứ. Thì yên á, cứ đi về, yên kia về nhà nè. Yên còn ghé chỗ khác nữa. Mà đang cười đang cười trong rong rong biết cà lê đâu, cà lê có kịch bản sẻ mà yên đừng có để gì cười rung máy lo coi làm chữ chết hết họ là hết xì còn coi đây là hết là xin hết xí chị hết xì mà chị hết xí cái mỏ tí lia đây cái là đường mà họ nói cái là đá làm ra nhau miệng đó đó tính ra mà yên mèo nhát ghê thì đấy đánh cho chị Yên thử kìa để coi chị Yên có vô được không. Cái chị Yên hát thấy cũng hay, nó hát như đọc nữa. Ừ, mới nói với vợ ông dễ thương đó. Chiến chiến thôi quà, tưởng đâu lấy mà chứ.
Máy? Dạ. Sinh năm 99. Mới 99 rồi hả? Mấy bữa em cứ kêu chị mấy em biết nhau. Nhỏ xíu đó. Chị Hậu hả? Chị Hậu dạy em lâu hả? À. Ủa mới sinh năm